Alo, chào các bạn. Hôm nay tôi hướng dẫn các bạn trường hợp xử lý lỗi xuất Excel bị lỗi từ bộ Office 2016 hoặc là Office 365 từ trên bộ Win 10 hoặc Win 11, nó sẽ bị lỗi và gỡ đi cài lại mà nó vẫn báo lỗi đó, giống như trường hợp khi mình xuất Excel ra thì nó sẽ thực báo lỗi này. Thì phương án xử lý như sau. Nên là bạn gỡ cái Office 2016 hoặc là Office 365 trên máy, sau đó thì các bạn vào trong cái mục tìm kiếm, các bạn gõ run. Các bạn gõ search edit vào trong hệ thống. Bạn bấm vào trong cái mục computer. Edit trong chế độ phim, các bạn gõ 1.9 sử dụng bỏ tích hai cái chức năng này, tìm công giá trị key. Các bạn tìm thì trong trường hợp này là nó sẽ đã cài hai phiên bản, một phiên bản version Office 2013 và bản version 2016 và 365. 1.8 này là phiên bản của Office 2013, 1.9 này là phiên bản 2016 và hoặc là 365 thì nó bị xung đột, thì các bạn xóa cái 1.9 này đi rồi ấn F3 tiếp để cho nó tìm thấy. Đó. Sau đó các bạn tìm cho đến khi nó không còn, nhớ là nó chỉ dùng một phiên bản trên một máy tính. Trong trường hợp này nó sẽ dính ra hai trường hợp cài từ gỡ phiên bản 2016 và 2019 hoặc là Office 365, nó sẽ gỡ, nó sẽ không xóa hết được trong tham số hệ thống của Windows. Các bạn có thể tìm và xóa đi để tránh những xung đột. Sau khi xóa xong thì các bạn có thể xuất được. Đấy, đây là phương án xử lý cái Office bị lỗi. Cảm ơn các bạn.